Gây thất thoát hơn 890 triệu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lĩnh Án Treo Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Giám đốc và kế toán một trung tâm giáo dục ở Phú Yên có hành vi gian dối tài liệu kế toán, gây thiệt hại hơn 890 triệu đồng, xong lại được hưởng án treo, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Trong khi cô Lê Thị Dung ở Nghệ An thất thoát 45 triệu đồng, lãnh 5 năm tù. Câu hỏi tâm tư, người dân nghèo khổ thiếu hiểu biết pháp luật, ăn cắp ổ bánh mì, con gà con vịt, bị phạt tù vài năm. Còn cán bộ, đảng viên là những người thi hành pháp luật, sâu có, ăn cắp tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng, chỉ bị kỷ luật hay hưởng án treo. Vậy làm ra luật phải chăng là để bảo vệ người giàu? Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù treo đối với bị cáo Phạm Tấn Hoạn, 56 tuổi, chú 135 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Tuy Hòa, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp Phú Yên, và một năm sáu tháng tù treo đối với bị cáo Phạm Thị Mỹ Hòa, 50 tuổi, trú 07 trên 12 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Tuy Hòa, nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp Phú Yên về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có chức năng hướng nghiệp dạy nghề phổ thông, đào tạo lái xe, ô tô và mô tô. Từ năm 2019 đến năm 2020, ngoạn với vai trò là giám đốc trung tâm, hòa được giao phụ trách kế toán trung tâm đã lập chứng từ thanh toán tiền phụ cấp giáo viên thỉnh giảng và giáo viên cơ hữu dạy nghề lái xe và sửa chữa xe ô tô không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 890 triệu đồng. Cụ thể, vì không đủ giáo viên dạy nghề lái xe ô tô các hạng mục, theo lưu lượng học viên đã đăng ký, nên Ngoạn và Hòa đã thống nhất với ông Trịnh Văn Hòa, phó giám đốc trung tâm và năm tổ trưởng các tổ chuyên môn thuộc trung tâm, ký hợp đồng với 87 giáo viên thỉnh giảng và ghi tên 22 giáo viên cơ hữu của trung tâm vào, đứng tên trong hồ sơ. Kế hoạch đào tạo các lớp dạy nghề lái xe ô tô để đủ điều kiện được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe. Trong các giáo viên trên có 86 giáo viên thỉnh giảng và 12 giáo viên cơ hữu không dạy lái xe, Tám giáo viên cơ hữu không dạy lái xe một số tháng nhưng ngoạn và hòa đã thống nhất để các giáo viên trên viết ký khống vào sổ lên lớp, sổ theo dõi thực hành lái xe, hợp thức việc đào tạo người lái xe và làm thủ tục thanh toán 500.000 đồng một tháng một người, tổng cộng các khoản hơn 826 triệu đồng. Trung tâm thuê 12 xe ô tô sửa chữa đưa vào hồ sơ kế hoạch đào tạo các lớp dạy lái xe ô tô, nhưng các xe trên không sử dụng dạy lái xe, không có trong quy chế chi tiêu nội bộ, sau đó làm thủ tục thanh toán tiền sửa chữa 12 xe với số tiền hơn 65 triệu đồng. Bị cáo Phạm Tấn Hoạn và Phạm Thị Mỹ Hòa có nhân thân tốt phạm tội lần đầu. Tại tòa các bị cáo thật thà khai báo ăn năn hối cải đã khắc phục hết hậu quả thiệt hại nên hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án trên. Đàm phán giá điện gió, mặt trời bê tắc, hàng ngàn tỷ tiếp tục đắp chiếu mặc cho việc thiếu điện đã diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, việc hàng ngàn tỷ đồng đầu tư điện gió điện mặt trời đang có nguy cơ phải tiếp tục đắp chiếu và chờ cơ chế hướng dẫn, dù đã qua thời hạn mà tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải thực hiện việc đàm phán giá điện với các chủ đầu tư. Hàng ngàn tỷ đồng đầu tư điện gió điện mặt trời có nguy cơ phải tiếp tục đắp chiếu và chờ cơ chế hướng dẫn, dù đã qua thời hạn mà tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải thực hiện việc đàm phán giá điện với các chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp. Mới chỉ có 6 trên 85 nhà đầu tư nộp hồ sơ mua bán điện. Theo trao đổi với các chủ đầu tư điện mặt trời, họ vẫn khẳng định vẫn muốn hộp hồ sơ nhưng gặp vướng mắc trong việc đáp ứng các yêu cầu thủ tục. Ngoài ra, các doanh nghiệp mong muốn được sớm đẩy điện lên lưới, tránh lãng phí các nguồn lực. Muốn đàm phán nhưng vướng hồ sơ. Ông Trần Minh Tiến, chủ bốn dự án điện gió tại Gia Lai và Quảng Trị cho biết, cả bốn nhà máy đều rơi vào diện dự án chuyển tiếp, chưa thể bán điện suốt một năm rưỡi. Theo ông Tiến, không phải chủ đầu tư không muốn đàm phán với EVN mà do quy định có những cái khó khăn trong hồ sơ. EVN yêu cầu phải nộp đầy đủ hồ sơ mới được đàm phán, nhưng các hồ sơ này bao gồm rất nhiều vấn đề, hồ sơ đất đai, chủ trương đầu tư, các thỏa thuận chuyên ngành, trong đó nhiều giấy tờ đã hết hạn nên rất khó để chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục này trong thời gian gấp rút. Riêng về chủ trương đầu tư, ông Tiến cho biết, quy định phải nối điện trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, song doanh nghiệp không kịp đóng điện thời điểm này mà hoàn thành sau đó khoảng một tháng, dẫn đến các thủ tục như nối điện thí nghiệm, các thủ tục liên quan đều ngưng trệ. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng giấy tờ thủ tục không đủ như quy định, phải cho doanh nghiệp đóng điện thí nghiệm hoàn thành, nghiệm thu để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động điện lực, ông Tiến nói. Tương tự, các dự án điện giá chuyển tiếp cũng rơi vào tình huống về đích chậm vài ngày theo quyết định số 39 cũng đang vướng hàng loạt thủ tục kể trên. Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, với mức giá trần đàm phán thấp hiện nay, các nhà đầu tư sẽ khó thu hồi được vốn. Phương án tài chính ban đầu được các doanh nghiệp tính toán dựa trên mức giá 8,5 cent 1 kWh, nhưng hiện nay giá giảm 21-29%, đến 29 khiến bài toán tài chính khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách mới đã bãi bỏ trách nhiệm mua hết công suất đối với các nhà máy điện của EVN, càng đẩy các chủ đầu tư vào thế khó. Giám đốc một doanh nghiệp có dự án điện mặt trời nói, dù cam kết mua hết công suất các dự án của doanh nghiệp này, nhưng EVN đã cắt giảm sản lượng mua bình quân khoảng 6 đến 10%, giá giảm, sản lượng mua cũng khó đảm bảo, doanh thu trung bình của nhà máy bị giảm hơn 30% nên không có phương án tài chính nào gánh nổi. Giá đã thấp rồi, nhiều dự án đang gặp khó khăn, thậm chí là đối mặt với nguy cơ phá sản nếu vay nguồn vốn trong nước với lãi suất trên dưới 10%, vị này nói. Trong khi đó, theo ông Tiến, tổng vốn đầu tư cho bốn dự án này của doanh nghiệp là khoảng 300 triệu USD, nhưng do vay vốn nước ngoài nên lãi suất mềm hơn. Tuy vậy, doanh nghiệp cũng phải duy trì kinh phí bảo trì 3 tháng một lần thông qua các chuyên gia nước ngoài. Chi phí quản lý và việc máy móc không vận hành hơn một năm rưỡi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Lo đàm phán kéo dài, đắp chiếu kéo dài, cho đến nay có đến 114 trên 330 MW của dự án điện mặt trời Phù Mỹ Bình Định đã hoàn thành từ đầu năm 2021, song chưa thể đóng nổi lên lưới điện để bán điện. Ông Phạm Lê Quang, giám đốc phát triển dự án của Bamboo Capital cho biết, tình trạng này đem lại gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp là rất lớn. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để gửi hồ sơ cho EVN làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng mua bán điện PPA Ông Quang nói nhưng bày tỏ lo ngại, quá trình đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện có thể kéo dài do chưa có hướng dẫn quy định cụ thể về phương pháp tính toán đàm phán giá điện cho loại hình năng lượng tái tạo. Ngoài ra kinh nghiệm với loại hình năng lượng truyền thống nhiệt điện, thủy điện với đầy đủ khung pháp lý cho thấy, thời gian đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện cho một dự án điện độc lập thường mất hàng tháng. Với số lượng lớn các hợp đồng mua bán điện cần hoàn thành đàm phán và ký kết trong thời gian tới, mặc dù evn và công ty mua bán điện đã nỗ lực tổ chức ba tổ đàm phán nhưng chúng tôi vẫn e ngại thời gian thực hiện sẽ kéo dài nếu không có những quy định rút gọn ông quang nói một doanh nghiệp khác cũng có dự án chuyển tiếp cho rằng với bối cảnh hiện tại việc ban hành cơ chế giá chuyển tiếp là sự quan tâm kịp thời của toàn ngành điện nhằm chia sẻ và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các dự án đã triển khai đầu tư nhưng chậm tiến độ vì lý do khách quan tuy nhiên với mức giá trần ban hành hiện nay khó có thể đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu tài chính của dự án về lâu dài do đó doanh nghiệp này kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chỉ áp dụng mức giá trần trong khoảng thời gian ngắn hạn ban hành theo từng năm trong thời gian chờ đàm phán xem xét khả năng cho phép các dự án năng lượng tái tạo tham gia thị trường điện hoặc được đấu nối ghi nhận sản lập điện ở mức giá tạm thời nhằm giảm áp lực tài chính cho nhà đầu tư nhà nước cần sớm xem xét ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp dppa nói riêng và đẩy mạnh tiến độ thực hiện lộ trình thực hiện thị trường điện vị này đề nghị evn cũng kêu gặp vướng Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo EVN cho biết, dù đã có nhiều tích cực và nỗ lực, nhưng qua quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc nên mới chỉ có 6 trên 85 chủ đầu tư gửi hồ sơ. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư đều có đủ hồ sơ và đáp ứng yêu cầu là dự án điện chuyển tiếp. Chẳng hạn Bộ Công Thương quy định đời sống kinh tế cho dự án thủy điện là 40 năm, nhiệt điện than là 30 năm. Nhưng với dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp lại chưa có hướng dẫn nên chưa có cơ sở thực hiện. Ngoài ra chi phí vận hành bảo trì ở dự án truyền thống được quy định mức trần để hai bên đàm phán, nhưng với dự án điện gió điện mặt trời chuyển tiếp cũng chưa có hướng dẫn, vị này cho biết, cũng theo vị này đang tồn tại hai nguyên tắc xác định giá điện từ thông số đầu vào, một là theo hệ số chiết khấu tài chính bình quân và hai là theo dòng tiền từng năm. Do chưa có hướng dẫn, các bên đang gặp khó khăn trong thống nhất sử dụng một nguyên tắc để thực hiện chung cho tất cả các dự án. Còn nhiều quy định khác khiến EVN và các chủ đầu tư chưa tìm được tiếng nói chung vị này nói và đề nghị bộ công thương sớm ban hành phương pháp xác định giá đàm phán để làm cơ sở thực hiện